Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đã đến xem kênh của Ngọc Ánh, kênh Your Real Estate USA, chia sẻ cách đầu tư bất động sản tại Mỹ và tại Việt Nam, và cũng chia sẻ những kinh nghiệm làm môi giới bất động sản tại Mỹ. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một đề tài mua đất, mua ruộng, mua vườn trái cây tại Mỹ có lợi nhuận nhiều không? Ở Mỹ, những người có nhiều tiền, dư giả nhiều tiền quá mà họ muốn để lại cho con cháu những bất động sản mà sẽ có lợi nhuận sau này nhiều thì họ đi mua đất. Mua đất thì không bị đóng thuế nhiều, mà thường thường là đời cha mua thì đời con hưởng. Tại vì nếu đất mà được mà sử dụng bây giờ, ngay bây giờ mà để cất thì là giá tiền rất là mắc, là mình mua là phải xây dựng lên bán liền. Còn nếu có tiền nhiều quá muốn mua để lại cho con cháu đời sau thì họ đi mua đất, những đất, những cái vùng xa xôi. Nhưng mà họ nghiên cứu, nghĩa là những vùng xa xôi này thì từ từ đó trong tỉnh thành phố nó sẽ phát triển, từ từ nó sẽ đi ra tới đó thì họ mua. Thì ví dụ như các bạn dòng cái bãi biển đằng sau lưng này của mình đây, thì cách đây 70 năm, 60 năm khi người ta mới lập thành phố Florida thì những cái miếng đất này đó là của chính phủ. Đất trên núi cao là cũng của chính phủ, rồi có khi chính phủ bán để lấy tiền để xây dựng cái thành phố, ví dụ vậy đó. Lúc đó ở Florida đó là nước rất là lèo tèo nhà cửa, tại hồi đó là chưa có máy lạnh, chưa có air condition, thì không ai tới đây ở, nóng quá chịu không nổi. Chỉ có một vài cái nhà thương lập bệnh viện nhà thương đây, hồi đó chưa có thuốc mà antibiotic, cái thuốc trụ sinh, thì là nếu như mắc bệnh như những bệnh lao thì là không có chữa được. Ở xứ lạnh á, ở xứ lạnh hay mắc bệnh lao tại không khí ẩm ướt, cái phổi nó hại phổi, thì là họ mở những cái nhà mà solarium á, để mà nhà thương mở xuống đây để đem những người bị bệnh lao xuống đây, hay những bệnh phổi xuống đây để họ thở không khí của biển. Chỉ cái đó thôi. Sau này khi ông Flagler làm cái đường xe lửa từ New York xuống Florida thì giá máy bay nó rẻ. Hồi xưa máy bay giá bay bắt lắm, bây giờ bay nhiều quá thì giá nó rẻ. Hồi xưa đi máy bay là ông vua đại dám đi được ha. Với lại mà họ sáng chế được cái máy mà lạnh để làm không khí lạnh thì Florida mới phát triển. Thì trước khi đó là những người mà họ có cái tầm mắt mà sâu xa xa đó, họ bạn với lại cái ông Flagler mà để ổng bắt đầu làm đường này xe lửa đó bạn, thì cái mấy cái đất ngoài biển này nè là họ mua hết, họ mua rồi để đó. Có một hai chị em nó mua hết luôn một dãy đất ngoài biển. Thì ở Việt Nam cũng vậy ha bạn, có hồi lâu lắm rồi là 30 năm là có người đã mua đất ở Vũng Tàu. Hồi Vũng Tàu chưa có khách sạn chưa gì hết, là đã có người con ông cháu cha họ mua hết cái đất đó rồi, thì sau này họ bán lại cho người khách sạn ha. Mà cái hai chị em đó mua cái miếng đất, những mảnh đất ngoài biển này cho còn khôn nữa, mấy chị em không có bán, nhưng mà cho mướn 100 năm, tức là với điều kiện là sau 100 năm á, thì phải trả đất lại mà trả luôn cả cái khách sạn luôn. Có nhiều khách sạn ở tại Florida là họ cất lên cái đất cho mướn, sau hợp đồng 100 năm thì họ đưa khách sạn trả đất. Thì cái người mới đầu tư nó đã tính rồi ha, nó mở khách sạn ra nó thâu nhiều tiền, tính tiền vốn tiền lời tới ngày đó trả đất cũng sao. Nhưng thường thường nó thời đó trả đất thì là có thể là hồi đó là cái người mà cất cái khách sạn họ cũng theo có tiền thì họ mua đất rồi, thành ra họ đã cho mướn ha. Thì đó có nhiều, thì hai chị em mua nhiều cái đất ở biển lắm. Thì mua đất cũng là một cách kinh doanh nhưng mà lâu dài, thì giá nó rẻ
giờ bạn tới vô cái vùng xa xôi á, bây giờ có những cái vườn như là ở Orlando này kia, nó có những cái vùng mà hồi xưa là trồng trồng trái 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 khóm á, pineapple đó, bây giờ không trồng nữa ở Mỹ nữa, có bây giờ nhập cảng trồng hòn đảo vô, tại vì ở mấy hòn đảo Puerto Rico này kia đó, thì là cái giá cái nhân công nó rẻ hơn, thành ra trồng một trái khóm ở ở mấy chỗ đó nó rẻ hơn, nhập cảng hơn là trồng tại Mỹ. Thì mấy cái đồn điền mà pineapple là có người nó mua hết, nó mua đất hết rồi, bây giờ là bỏ trống nó mua hết đất hết rồi, rồi nó mua những cái vườn mà cây cây cái vườn cây mà cây cam ở Florida, cây cam nhiều lắm, vườn cây cam á. Vườn cây thì là cây cam quýt đó, là cây bưởi là giờ có người ra là nó mua rồi, thì nó mua rồi thì nó để cho người ta cho người hồi xưa làm chủ đó, tiếp tục khai thác trồng trồng cam trồng này kia, nhưng mà họ giữ cái đất đó, tại vì họ đã trong trong khoảng chừng 20 năm, 30 năm, 45 năm thì cái đất đó nó sẽ thành là đất có cất được. Mà trước khi mua những đất, nghĩa là mình phải coi thử coi là cái đất đó là có thể là cất nhà được không, không có nước ở dưới đó, thì là họ mới mua cái đó. Thì là mua đất cũng là một cách để đầu tư, mà đầu tư lâu dài. Còn có nhiều nhà xây dựng thì họ mua đất để họ mua họ xây dựng, thì họ họ làm luôn, họ tạo luôn cái tỉnh luôn, mua một miếng đất to thì to ở cái nghĩa là cách dùng cách tỉnh thành bao nhiêu cái số, nhưng mà họ biết là ở chỗ đó là sẽ có hãng nó mở công ty hay này kia đó, sẽ có đường xa lộ đi ngang, thì họ mở là họ họ cất nhà, họ cất bệnh viện, họ cất trường học, họ cất hết như vậy đó để tạo ra thành ra một cái tỉnh luôn. Thì mình nếu mà mình mua nhà ở chỗ đó thì cho nó hơi rẻ, mà thì cái tội là đi làm thì phải lái xe xa thôi, từ từ đó nó phát triển là nó lớn ra, thì là cái giá mấy cái giá nhà mà đất mà cất liền á thì nó cao. Còn có người thì mình nói về chuyện đầu tư nhỏ, thì có người họ thích mua đất miếng đất rộng thiệt rộng á, có rừng có này kia rồi cất cái nhà trong đó họ ở, không có thích ở mà chung đụng ồn ào với hàng xóm á, thì có người thích mua vậy, nó mua luôn, mà mua một mảnh đất cũng là 7, 8, 8, 100 mẫu, 100 mẫu bự lắm á, rồi họ họ cất các cái nhà họ ở, chung quanh là cái dòng suối của họ, có vườn của họ, có rừng của họ luôn, thì cần sẽ có người giàu có mua. Còn có người giàu nữa, tài tử Sydney này kia, bạn biết họ mua gì không? Mua nguyên cái hòn đảo luôn, mấy triệu đô đó mua luôn. Ở ở phía xa Florida nó có nhiều hòn đảo nhỏ vậy đó, nó là nhỏ cũng to lắm ha ba. Thì họ 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 nghĩ là trong những cái năm sau này sắp tới thì sẽ có những cái kiến thức về cất nhà mà đào sâu xuống cho nó vững, tại cái những hòn đảo đó thì xuống dưới là đá san hô hay là nước, thì mình cất nhà theo kỹ nghệ bây giờ là không có vững được không. Thì họ họ mua thì họ mua nguyên một cái mỗi miếng nguyên hòn đảo luôn, cái hòn đảo dưới chỗ Florida là hay là chỗ Cayman đó, có nhiều hòn đảo nhỏ là mấy người giàu đó họ mua hết, họ mua rồi họ cất một cái nhà để đó rồi họ ra họ chơi. Mà mấy người mà họ mua cái đó là cách đây 10 năm nó vậy, họ mua cái đó 2 triệu đô thì bây giờ cái này nó cũng 5 triệu rồi, nó càng ngày nó càng lên giá, tại vì cái đó là đất hiếm, không có ai không có đảo đâu có mọc lên nữa phải không bạn. Mà tài tử Sine là tài tử đá banh đó, họ nhiều tiền lắm á, thì họ mua cái đó để mà họ được giảm thuế, vừa mua đã giảm thuế, tại vì đóng thuế của tiền họ đóng thuế cho cái hòn đảo đó là họ trừ vô cái tiền thuế lợi tức, thì họ nhiều tiền quá thì phải họ phải mua những cái miếng đất, những cái hòn đảo để mà được đóng thuế. Còn người dân bình thường á, thì mình chỉ mua một mình mua vài miếng đất ở chỗ vùng xa xôi, mình thấy người giàu nó mua ở đâu á thì mua gần gần cái đó, tại người giàu nó mua đó tức là nó có ý định là tại sao nó mua rồi, nó biết cái gì rồi mới mua đó, nó là có thể là có dự định ở trên cấp trên là mai mốt mở cái phi trường hay là mở mở cái chỗ vui chơi như là ở Disney. Hồi xưa Orlando là hoang vu lắm á, không chỉ có vài ba căn nhà mấy người già người nghỉ hưu thôi, cái rồi giờ cái hãng Disney nó mở cái chỗ chơi Disney đó, thì cái hồi mà nó không dám nói là nó hãng Disney đi mua đất để làm chỗ đó, nó nhờ người khác đi mua mà để tên người khác, nhưng mà rồi trong trong làm sao cũng lộ ra là người ta ào ào tới, người ta mua vòng chung quanh hết cái đất hồi đó 1 đô, bây giờ là 1.000 đô một mẫu nhỏ nhỏ, thì nó lên vậy đó bạn.
mình phải nghe, mình nghe, mình mở tai nghe, mình làm bạn với mấy người thương gia, mình làm bạn với mấy người xây dựng, để mình họ chỉ cho mình, họ mua. Như mình giống như là con cá, mình biết không, con cá to đó thì nó có những con cá nhỏ 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 nhỏ, nhỏ đi theo, thì mình cũng vậy á. Người tỷ phú đó là con cá to, thì mình là con cá nhỏ, mình để ý con cá to nó đi đâu á, thì mình đầu tư gần gần nó, thế nào cũng trúng. Tại con cá to nó biết nhiều tin tức, nó biết hay lắm. Thì đã mình nói vậy đó bạn, đầu tư đất đai, đất ruộng cũng là có nhiều lợi nhuận. Mình biết là ở bên Việt Nam là cũng đầu tư đất là cũng lợi lắm.